Ok, xin chào tất cả anh em đam mê PCB đấy. Thì hôm nay shop phụ kiện PCB xin giới thiệu với anh em hai mẫu laser của bên shop anh em nhé. Đấy, một mẫu là laser đầu đạn, còn mẫu kia là laser kết hợp với đèn pin, là laser đại bàng anh em nhé. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em đây. Hôm nay là laser kết hợp với đèn pin anh em nhé. Đấy, laser đại bàng. Đấy, nói chung là laser nào cũng vậy. Đấy, có tia xanh đỏ anh em nhé. Đấy, có hai tia, tia xanh với đỏ. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em. Đấy, thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng nói qua hình thức giao dịch của bên shop. Là shop là luôn luôn là ship hàng là COD cho anh em. Đấy, luôn ship hàng là COD toàn quốc anh em nhé. Đấy, anh em vào nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán anh em nhé. Nhận hàng được bóc ra xem. Đấy, đúng hàng, đúng sản phẩm trên video thì anh em nhận. Đấy, không đúng anh em không nhận anh em nhé. Đấy, nói chung là laser này nó cũng chẳng có gì, nên kiểm tra thoải mái anh em nhé. Đấy, thì quay lại với sản phẩm ngày hôm nay đây, em xin giới thiệu với anh em. Đấy, laser tia màu đỏ anh em nhé. Đấy, tia màu đỏ thì nó có màu đỏ đây, tia xanh nó có tia xanh anh em nhé. Đấy, thì anh em nào cần thì gọi điện cho em nhé. Đấy, thì đây em sẽ cho em xem phụ kiện ở trong chiếc hộp này laser như nào, em sẽ gửi đi cho anh em. Đấy, đây là tờ giấy, chắc là giấy hướng dẫn cho anh em. Nói chung laser này hầu như ai cũng biết rồi. Đấy, có hai lục giác để anh em chỉnh anh em nhé. Đấy, đuôi chuột anh em nhé, đuôi chuột. Đấy là sạc và laser là hai quả pin anh em nhé. Đấy, em test luôn cho anh em xem. Đấy, hơi mất thời gian của anh em chút nhưng mà em sẽ lắp cho anh em nhé. Đấy, có pin này đầu này thì nó sẽ cho ra anh em nhé. Đấy, còn đèn pin thì đầu nó phải cắm xuống anh em nhé. Đấy, đầu nó phải cắm xuống anh em nhé. Đấy, 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 rất chiều, ok rồi. Cái này nó có 3 lớp anh em nhé. Đấy, đây là laser phải bóc cái đầu này ra anh em nhé. Đấy, thấy tia đỏ anh em nhé. Đấy, đèn pin này thì có 3 lớp. Đấy, 3 chế độ cho anh em. Đấy, lớp này lớp nhẹ anh em nhé, và nháy anh em nhé, và đây là mạnh. Đấy, thì nó có 3 chế độ. Đấy, con tia đỏ này rất phù hợp với anh em nào đi săn đêm rồi. Đấy, rất chi là phù hợp với anh em đi săn đêm. Đấy, còn laser màu xanh. Đấy, laser màu xanh thì nói chung là hộp thì nó vẫn y như nhau. Đấy, hộp thì nó vẫn y như nhau, phụ kiện đi kèm nó y như nhau. Đấy, đuôi chuột, giấy và pin anh em nhé. Đấy, còn tia này tia màu xanh. Đấy, em có thể lắp vào cho anh em xem. Tia xanh này thì anh em có thể chơi cả đêm đến ngày. Đấy, nói chung là tia xanh này thì chơi cả đêm đến ngày. Còn tia đỏ thì anh em chơi đêm thì nó sẽ thích hơn. Đấy, thì tia xanh thì là thường shop bán ra là nó sẽ đắt hơn tia đỏ. Đấy, nói chung là laser tia xanh mà chơi cả đêm cả ngày nó sẽ đắt hơn là cái thằng chơi đêm rồi. Đấy, ở đây em phải bóc này ra anh em nhé. Đấy, phải bóc này ra, hơi mất thời gian nhiều của anh một chút. Đấy, tia xanh thì lực của nó tia rất chỉ mạnh anh em nhé. Đấy, đấy, còn nói chung là hàng gửi đi cho anh em thì cực kỳ ok rồi. Em phải kiểm tra chất liệu có sáng hay không thì em mới gửi đi cho anh em, tránh tình trạng đổi trả anh em nhé. Nói chung là lối đến đâu và đổi đến đâu em sẽ hỗ trợ đổi cho anh em bên đó. Đấy, nói chung là tia xanh nó mạnh hơn, chơi được cả ngày cả đêm. Còn tia đỏ thì là anh em chơi đêm nó sẽ thích hơn. Đấy, phụ kiện đi kèm của nó là như vậy. Đấy, thì đây hai mũ laser này là laser đại bàng. Đấy, laser kết hợp với đèn pin. Đấy, tia xanh và tia đỏ thì bên shop báo giá luôn là cho anh em là 500.000 đồng anh em nhé. Đấy, 500.000 đồng bao ship bao phí vận chuyển cho anh em hai mẫu laser này anh em nhé. Đấy, còn đây là laser đầu đạn. Đấy, laser đầu đạn thì nói chung là laser đầu đạn thì nó rẻ hơn, phụ kiện đi kèm thì có lo lúc nào cũng vậy. Đấy, sạc, đuôi chuột và một đôi chân kẹp lòng anh em nhé. Đấy, nói chung là hàng gửi đi cho anh em thì em đã kiểm tra đủ phụ kiện linh kiện thì em mới gửi đi cho anh em, tránh tình trạng này phải đổi lại. Nói chung mà như thế thì không lên. Đấy, mất cả việc người chơi và người mua và người nhận anh em nhé. Đấy, còn đây là tia xanh. Đấy, hộp xanh thì em cũng xin bóc hộp cho anh em luôn. Đấy, nói chung là hộp nào cũng như vậy thôi, đầy đủ phụ kiện em gửi đi cho anh em nhé. Đấy, tia xanh đỏ thì như vậy. Đấy, đây là laser đầu đạn anh em nhé.
là như đầu đạn này thì anh em mà bắt chân thì bắt chân kẹp lòng đấy. Đấy, anh em có thể xem, nói chung là laser là không vậy. Xanh này thì anh em chơi được cả đêm lẫn ngày. Đấy, đêm lẫn ngày. Còn đỏ anh em chơi đêm nó sẽ thích hơn. Đấy. Thì cái này, chân này thì anh em phải bắt dây em nhá. Đấy, bắt dây 11 và dây 20. Đấy, anh em nào bắt dây 11 thì có thể đổi ngược lại em nhá. Đấy, lấy lục giác. Đấy, lục giác là phụ kiện đi kèm của nó rồi. Đấy, lục giác là có phụ kiện đi kèm. Để đổi ngược lại em nhá. Đổi ngược lại dây 11 và dây 20. Đấy, nói chung là bên em là có hai mẫu laser. Đấy, laser đại bàng, laser kết hợp với pin và laser đầu đạn anh em nhé. Đấy, nói chung hai tia xanh đỏ. Thì con này, hai cái laser này thì laser xanh em báo giá với anh em luôn là 350.000. Đấy, đỏ là 300. Đấy, nói chung là cái laser đầu đạn này thì cái xanh là đắt hơn cái đỏ. Đấy, em báo giá với anh em luôn, thì đấy mua bán cho nó thuận tiện anh em nhé. Đấy, còn laser đầu đạn này thì 500.000 đồng. Đấy, loại nào cũng vậy, xanh đỏ đều thế. Đấy, 500.000 đồng bao ship bao phí vận chuyển cho anh em. Đấy, còn laser đỏ với cả xanh này thì là xanh là 350, còn đỏ 300 nhá anh em nhá. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em hai mẫu laser của bên shop. Đấy, laser đầu đạn và laser kết hợp với đèn pin. Đấy, thì nói chung là laser thì đuôi chuột. Đấy, em xin hướng dẫn em cho em xem đuôi chuột nó như nào anh em nhé. Đấy, đuôi chuột thì thay vào trên đầu anh em nhé. Đấy, đuôi chuột thì là cả laser đầu đạn và laser kết hợp với đèn pin đều có anh em nhé. Đấy, em sẽ hướng dẫn cho anh em đây. Đấy, em giữ như này thì nó sẽ có tia đỏ thả nhả ra là không em nhé. Còn cái này thì anh em ấn bỏ ra là vẫn có anh em nhé. Thả đây ra là vẫn có anh em, ấn một lớp nữa là không có anh em nhé. Đấy, nói chung là cái nào cũng vậy. Anh em nào mà đã từng chơi qua rồi thì chắc cũng đã biết. Đấy, rất chi là tiện lợi cho anh em nào chơi đêm với những cái mẫu laser kết hợp đèn pin này anh em nhé. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em qua hai cái mẫu laser này. Anh em nào thiện chí cần thì có thể gọi trực tiếp hào 2 số điện thoại, hoặc là muốn biết thêm chi tiết thì ép vào Zalo anh em nhé. Đấy, anh em mà xem video thì nhấn cho một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh em nó phát triển để ra những video tiếp theo để phục vụ anh em nhé. Đấy, thì hôm nay xin chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.